Hôm nay nhìn anh hạnh phúc như vậy, em nhìn anh mà em cũng hạnh phúc theo nữa đó. Thôi được rồi, em về trước nha. Quà của anh ở trong đây nè. Bye anh. Mày nói bé thôi, anh nghe được bây giờ. Mày đừng quay nữa, đưa lẹ lên. Mày im đi, tao phải điều tra kỹ trước khi tao trao mày cho thằng khác chứ. Mất công lại về khóc lóc với tao nữa. Mày điên, chắc vậy nó thích tao. Mày đưa thôi rồi đứa điều tra mẹ nhé đó. Em trả lại người đi chứ bành. Xin lỗi, anh không có hứng thú với việc yêu đương của mày. Tao nói này mày đừng có buồn nha. Ổng không thích con gái, mày đê. Cái gì vậy mày chắc không? Thiệt mà, chính ổng nói với tao á, ổng không có hứng thú với con gái, ổng thích con trai mày ơi. May quá, nói ra là do sai với tính thì bây giờ tao, do ảnh không thích tao. Ừ, mày đừng có buồn nữa nha. Đi ăn kem. Trinh, lên đây nói chuyện với anh. Tin anh thích con trai đúng không? Ủa gì? Ai tung? Anh tự cơm ao với tôi mà. Anh không có rảnh yêu đương, không có nghĩa là anh thích con trai. Thì tôi xin lỗi. Ai biểu anh không nói rõ ràng chi? Tôi nói lại với mọi người là được chứ gì? Đó là lý do mà anh ế suốt 3 năm cấp 3. Ê, 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 ra anh Bảo. Em đã quen anh không? Mày học trường này à? Dạ. À, dạ, dạ, dạ. Đưa cặp anh mượn này mà. Có tiền không cho anh mấy chục ấy? Em không có. Cái gì? Thôi thôi, em không có đâu anh. Chú bảo vệ! Chú bảo vệ ơi! Anh có sao không vậy? Để tôi cứu anh đó nha. Về nha. Hình Cường nó con gái đâu mà mày giống mấy đứa con trai á, biết đâu anh mày sao? Con này muốn chết hả? Đồ xíu mày căng quá à. Em miếng thôi. Đứa nào chơi mất dạy vậy mày? Đứa này nè, con gái con đứa em sẽ qua như em không? Rồi sau này ai cưới em làm chồng? Em thì đó tình thì ai cưới? Được. Ừ. À, mày đồn với anh là BD thì cả trường biết. Rồi bây giờ anh với mày cũng ế luôn. Bí quá trở lại nuôi mày luôn. Anh sắp trở thành chồng của người ta rồi. Anh không nuôi em được nữa. Đợi á.
Nếu người ta có thể phân biệt ranh giới giữa tình yêu và tình bạn, thì trên thế giới này chắc sẽ bớt đi nhiều sự buồn hơn. Em không thể bên cạnh anh được nữa rồi. Tạm biệt. No.